Có nhiều bạn á, muốn mua về in về sử dụng á, các bạn hãy phân vân về nên chọn máy in màu hay là máy in đen trắng. Thì bây giờ hôm nay mình làm cái video này, mình sẽ phân tích các câu hỏi của các bạn luôn nhé. Đây là mình đại diện của máy, đây mình lấy một cái máy in đại diện nhé. Đây là máy in G1010 của dòng Canon, là máy in màu. Còn đây là mình đại diện máy in Canon 2009, là máy in đen trắng. Thì như các bạn in để mà in về gia đình hoặc là in cho con cái học hành á, mà các bạn in số lượng ít thì các bạn nên chọn máy in màu. Bởi vì như thế này, máy in màu nó in được các cái tranh ảnh bằng hình ảnh màu, đặc biệt là về như con cái học tiếng Anh á, thì mình sẽ chọn máy in màu bởi để nó in cho thực 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 đúng với các cái con vật hoặc là các cái tranh ảnh con cái mình học nó dễ hơn. Còn máy in đen trắng thì chỉ ra một màu đen thui thôi, chứ cũng không 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 rõ được như là máy in màu. Nó có cái đó là cái ưu điểm của máy in màu nhé các bạn. Về cái con G1010 này á, trong cái nóng này nó có G1010 này, rồi 1010 này, rồi dòng 2010 và 3010. Nếu như 2010 với 3010 thì sẽ có đa năng là vừa in vừa photo vừa scan. Con này thì chỉ gọi là in thôi nhé. Máy in màu thì nếu như với Canon thì đó là dòng này, dòng G1010 sẽ có 4 màu. Dòng này phù hợp với gia đình rồi, nếu như các bạn kinh doanh thì sẽ mua đời cao hơn xíu, nhưng mà dòng này là gồm có 4 màu nhá. Đây là màu đen là phía bên này, và bên này là bà đây là màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Còn Canon G1000 này á, nó sẽ in vậy. Nếu như in về in với in chữ á, in chữ á, và độ phủ 5% thì nó sẽ in được 8,8 trang trên 1 phút, là nó sẽ thua con Canon 2009 này. Canon 2009 này là in được 12 trang trên 1 phút. Và dòng máy in màu này, nếu như nó không có cái chế độ làm chỉnh trừ như ở bên Canon 2009 hoặc là dòng máy in đen trắng nhá. Máy in đen trắng nó sẽ có cùng sấy ở trong này này, và khi máy in lên đến sấy thì nó sẽ làm chỉnh trừ đi. Chứ còn bên máy in màu là khi mình ra là một chờ một xíu mới khô được chữ. Và nếu như các bạn mà máy in màu mà các bạn dùng mực xịn, còn nếu mà dùng mực thường á, thì để các bạn để 6 7 tháng là màu sẽ bay. Còn này nếu mà in ảnh nhá thì là 5 trang trên 1 phút với độ phủ 5% này, 5 trang trên 1 phút. Còn nếu như máy in đen trắng, các bạn so sánh nhé, nếu như các bạn in ít không cần in đến màu á, mà các bạn không cần sử dụng đến màu, thì tốt nhất là các bạn phải sử dụng máy in đen trắng. Bởi vì là máy in đen trắng nó bền hơn máy so với máy in màu. Máy in màu đến một thời gian mình in khoảng như con G1010 này, in đến 7.000 trang là sẽ hết mực, và cái đầu phun nó sẽ có vấn đề. Và thay đầu phun của máy in màu thì cũng đắt, chứ không phải như thay mực mực đổ thường của cái dòng in đen trắng. Mực đổ thường đã đen trắng thì nó rẻ, dao động từ 80 đến 100 ngàn một lần đổ mực. Nhưng mà con màu này thì mình sẽ đổ theo trái, nếu mà trái xinh thì đắt, 4 màu thì sẽ thuộc 4 trái, hoặc là 6 màu thì có 6 trái. Dòng cân đóng thì cỡ nó khỏe, khi in kéo cỡ một thời gian nó cỡ khỏe. Dòng cân khi in, các bạn in á, cái in của cái màu này này là mình phải khi mà giấy ra thì mình cho một xíu là máy nó khô chữ. Nếu như dòng mực xịn nó không bao giờ bay màu được. Còn bên Canon dòng in đen trắng, các bạn mà in thì nó ra phát là được bộ sấy nó sấy chỉnh trừ ngay. Đây, quá mình phân đấy. Màu mà các bạn mà dùng in ít là tốt nhất là nên dùng mấy màu. Tất nhiên là tốc độ của nó là kém hơn của 2009 xíu, nhưng mà mấy màu mà in ít là các bạn là chọn mấy màu là vẫn cứ hợp lý. Còn nếu như bạn in số lượng lớn, số lượng nhiều thì không nên chọn mấy màu của bạn nhá, nếu không tù được. Hoặc là bạn phải mua cả một lúc hai máy, vừa máy đen trắng và một máy để dùng phục vụ cho máy in màu.
Còn các bạn làm dịch vụ như là in thiệp cưới hoặc là in đơn hoa đồ thì các bạn vẫn toàn máy này bình thường, mình làm dịch vụ vẫn tốt. Các bạn có nhu cầu mình mua máy in màu hoặc là máy in đen trắng thì liên hệ với máy văn phòng cơ Nga các bạn nhé. Có gì mà cần trao đổi hoặc là gì các bạn cứ liên hệ với mình sẽ tư vấn các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.